chào tất cả các bạn. Buổi trưa hôm nay chị lại có mặt ở trong phần phát trực tiếp này để đồng hành và giải đáp một số thắc mắc của các em liên quan đến quá trình chúng ta học văn trong một tháng cuối cùng. Đã có bạn nào lên học cùng với chị chưa? Buổi hôm nay là buổi dành riêng cho các bạn mà có những cái thắc mắc trong quá trình ôn thi của một tháng cuối cùng thì các em có thể để lại ở dưới phần bình luận. Chị sẽ cùng với chúng mình tìm ra giải pháp tốt nhất nhá. Ok chưa? Xin chào các em. Rồi, xin chào Nhật Ánh. Sao vậy? Sao gì mà đã hu hu chị ơi rồi? Có vấn đề gì sao? Xin chào các em. Nhật Ánh cứu em đi, làm sao? Có vấn đề gì? Xin chào các bạn. Ok, buổi hôm nay thì chị sẽ tập trung vào việc giải đáp những thắc mắc của các em nhé. Bởi vậy mà trong một tháng cuối cùng, nếu như mà chúng mình còn băn khoăn về bất cứ một cái nội dung nào khi mà học văn thì các em có thể để lại ở dưới phần bình luận, chị sẽ giải đáp cho các bạn, được không? Ok chưa? Đúng rồi, em còn một tháng thôi. Không chỉ một mình em đâu, mà còn rất nhiều bạn khác cũng chỉ còn có một tháng để chúng mình ôn thi thôi. Ok chưa nào nhá? Xin chào các bạn. Ok. Được không nào? Xin chào Mật Nguyệt, xin chào em. Cái tên rất là ấn tượng. Rồi, xin chào các bạn. Bây giờ chị sẽ bắt đầu giải đáp những cái thắc mắc của các em trong quá trình ôn thi trong một tháng cuối cùng. Thứ nhất này, chị biết là chúng ta có rất nhiều những cái điều hoang mang, có rất nhiều những cái điều lo lắng trong một tháng này. Thế thì trong buổi trưa hôm nay, các em hãy bình tĩnh, ngồi xuống và trả lời những câu hỏi sau của chị này. Trước tiên, chúng ta hình dung trong bài thi của chúng mình có 3 mảng kiến thức. Thứ nhất là nghị luận văn học, thứ hai, nghị luận xã hội và thứ ba là phần đọc hiểu. Thế thì trước tiên, chị tập trung giải đáp những câu hỏi liên quan đến nghị luận văn học nhé. Các bạn hay gặp những vấn đề gì trong quá trình làm bài nghị luận văn học nào? Chị sẽ giải đáp về những cái câu hỏi về nghị luận văn học đầu tiên. Ok chưa? Xin chào các bạn. Thế nên rằng những bạn nào mà được giải đáp thắc mắc trong buổi hôm nay, các em hoàn toàn có thể chia sẻ phần phát trực tiếp này để lưu lại những cái phần giải đáp đấy nhá. Ok chưa? Và đặc biệt là những bạn nào mà có những cái thắc mắc kiểu như là của chung, rất nhiều bạn cũng gặp phải, thì các em cũng tập trung lắng nghe luôn. Ok chưa? Xin chào các bạn. Làm sao để gây nét ấn tượng cho bài văn ạ? Rồi ok, chị đầu tiên chị sẽ giải đáp đây. Chị sẽ lọc ra những câu hỏi nhá. Ok, mối quan hệ giữa văn học và cuộc sống hiện thực. Em không biết viết mở bài như thế nào. Rồi, đây, để chị kéo phần bình luận xuống. Để chị kéo phần bình luận xuống nhá. Em thi văn 5 điểm nghị luận văn học thì được 4,5. Rồi, nghị luận văn học 3 điểm thì em hết thời gian được 6 điểm. Nghị luận xã hội chắc là được 3 điểm cộng vào là được 6 điểm à? Hay là như thế nào? Ok rồi. Xin chào các bạn. Ok, đầu tiên đây chị đang kéo xuống ở dưới phần bình luận xem có câu hỏi nào đầu tiên. Đầu tiên chị thấy có một bạn hỏi là còn 1 tháng để ôn thì có kịp không ạ? Kịp nha em nhá. Kịp nếu như chúng ta có lộ trình ôn khoa học đúng đắn và có sự tập trung tối đa trong một tháng cuối cùng này. Nói là kịp để cho các bạn chủ quan thì không phải đâu. Kịp là để khẳng định cho nếu như mà bây giờ chúng ta bắt đầu thì vẫn còn có cơ hội. Chúng ta phải ngồi lại, sau đó liệt kê ra những cái mảng kiến thức quan trọng, rồi tự xem là mình còn yếu ở phần nào để tập trung ôn tập. Ok không? Bên cạnh đó phải có phần rèn luyện nhá. Bên cạnh việc tổng ôn rồi thì chúng ta có phần rèn luyện. Những bạn nào đã nắm chắc kiến thức rồi thì chúng ta tập trung vào luyện đề trong giai đoạn cuối này. Còn những bạn nào chưa nắm chắc kiến thức thì chúng ta phải ôn lại từ đầu thôi. Được không nào? Ôn lại từ đầu thôi. Đấy. Ok chưa? Nhiều câu hỏi quá. Rồi bình tĩnh. Đây chị đang xem những cái câu hỏi của các bạn. Ok, đấy, thế nên là còn 1 tháng thì chị khẳng định là kịp nếu như mà lộ trình ôn của chúng ta đảm bảo được cái sự đầy đủ khoa học và toàn diện nhá. Đó, đầy đủ khoa học và toàn diện như thế nào thì chúng ta cần phải ôn tập đầy đủ cả 3 mảng là nghị luận văn học, nghị luận xã hội và đọc hiểu. Mỗi phần đó thì gồm có kiến thức và phương pháp làm bài, cùng với đấy là phần luyện tập, đúng chưa? Thế nên là bây giờ những bạn nào mà mới bắt đầu ôn trong cái giai đoạn này thôi thì phải bình tĩnh. Các em ngồi lại, các em ghi ra những cái mảng kiến thức chính đó và thấy xem là mình đang chưa tốt ở phần nào thì chúng ta tập trung ôn vào cái phần chưa tốt đó. Sau đó thì tập trung vào phần ôn luyện. Ok chưa? Tập trung vào phần luyện tập, tức nghĩa là rèn đế, luyện đế để chúng ta rút kinh nghiệm và quen với cái phần khi mà chúng mình đi thi. Ok, rồi.
Câu hỏi tiếp theo nào, câu hỏi tiếp theo. Chị hướng dẫn cách chuyển ý đi ạ. Cách chuyển ý ở trong bài nghị luận văn học nhá. Trước tiên cách chuyển ý ở trong bài nghị luận văn học thì các bạn hiểu như thế này này. Một bài văn nghị luận văn học của chúng ta thì sẽ gồm có nhiều đoạn văn, đúng không? Và các bạn hay gặp khó khăn trong phần chuyển giữa đoạn văn này với đoạn văn khác. Thế thì chúng ta hãy lưu ý nhé. Một cái phần chuyển ý tốt nhất là các em nên tổng kết ý trước và giới thiệu ý sau. Hiểu chưa nào? Tổng kết ý trước và giới thiệu ý sau để nó đảm bảo thứ nhất là sự liên kết giữa hai ý này. Thứ hai là đảm bảo luận điểm chúng ta nêu ngay ở đầu đoạn văn luôn. Thì người ta sẽ rất dễ để thấy được hệ thống luận điểm của em. Có phải là trên lớp thầy cô vẫn dạy chúng mình là gì? Đầu đoạn văn hãy nêu luôn luận điểm. Đấy, để khi mà người ta đọc, chúng người ta thấy được à, đoạn văn này là em muốn chứng minh cho điều gì đây? Em phân tích ý nào đây? Đúng không? Cứ như thế dần dần người ta sẽ thấy được cái hệ thống luận điểm của em ngay từ những câu văn đầu tiên ở trong đoạn. Thay vì việc người ta phải đọc toàn bộ đoạn văn của mình rồi cố đi tìm xem là đoạn này em viết về cái gì. Đấy, thế nên điểm lưu ý đầu tiên là chúng ta nên tổng kết ý trước và giới thiệu ý sau. Cùng với đó là đặt cái câu đấy ở ngay đầu đoạn luôn. Đúng không nào? Thế cái thứ hai, thế bây giờ phải viết như thế nào đây? Để liên kết, để chuyển đoạn. Thì chị vẫn hướng dẫn các bạn có đi từ cách đơn giản nhất cho đến những cách phức tạp hơn. Đơn giản nhất là chúng ta dùng những từ nối, ví dụ như là bên cạnh đó, không chỉ vậy, đúng không? Để có thể bổ sung thêm những cái ý chúng ta đang phân tích. Ok chưa? Ví dụ như là khi phân tích về nhân vật anh thanh niên, chúng ta phân tích về vẻ đẹp, về những cái phẩm chất tốt đẹp của anh thanh niên, đúng không? Thì chúng ta ý đầu tiên, chúng ta phân tích xong là anh thanh niên có những suy nghĩ đẹp chẳng hạn. Ok chưa? Sau đó chuyển sang đến ý tiếp theo thì chúng ta bảo là không chỉ có những suy nghĩ đẹp mà những suy nghĩ đấy còn được hiện thực hóa qua những hành động của anh thanh niên. Rồi tiếp tục chúng ta phân tích về hành động đẹp của anh thanh niên. Đấy, ok chưa? Ừ, rồi đến ý thứ ba về những phẩm chất tốt đẹp thì chúng ta nêu rằng là gì? Từ những hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn và thể hiện được phẩm chất của anh thanh niên. Chúng ta cảm nhận được từ con người này những sự hòa đồng này, được chưa? Tinh thần cống hiến này. Bắt đầu liệt kê và khái quát những cái vẻ đẹp chính của anh thanh niên ở ngay đầu đoạn văn luôn. Hình dung ra không nào? Thì đấy là cách đơn giản nhất. Bên cạnh đó các em cũng có thể dùng những cái cấu trúc câu, ví dụ như là không những ... mà còn đấy, anh thanh niên không những có sự hòa đồng vui vẻ mà còn mang cái tinh thần cống hiến lặng lẽ vì quê hương chẳng hạn, ví dụ như thế. Ok chưa? Đấy, hay là khi mà chúng ta phân tích thơ cũng có thể viết như vậy, được chưa? Thì đấy là cách thứ hai. Đến cách thứ ba là các em hoàn toàn được sáng tạo theo cái ý của mình. Và chị vẫn hay dùng cái cấu trúc đảo để có thể kết nối giữa hai câu, giữa hai đoạn văn. Hình dung ra không? Ví dụ nhá, ví dụ như là khi mà chúng ta phân tích xong về khổ thơ đầu tiên trong bài thơ Sang Thu và bây giờ chúng ta phải chuyển sang khổ thơ thứ hai, đúng chưa? Thì khổ đầu tiên là những cái tín hiệu giao mùa mà nhà thơ Hữu Thỉnh đã viết. Sau đó sang đến khổ thứ hai là gì? Là cái khung cảnh thiên nhiên lúc mà Sang Thu. Ok chưa? Thế thì chị có thể dùng cấu trúc đảo là có lẽ, hoặc là phải chăng, hoặc là thật. Đấy, có lẽ phải hòa mình cùng thiên nhiên, hay là có lẽ phải yêu tha thiết cái khung cảnh thiên nhiên lúc Sang Thu, thì nhà thơ Hữu Thỉnh mới viết nên những câu thơ giản dị mà xúc động đến thế chẳng hạn. Ok chưa? Sau đó chúng ta kết nối sang đến nội dung của đoạn thơ thứ hai là từ đó mọi yếu tố của thiên nhiên, hay từ đó khung cảnh của thiên nhiên mùa thu dần hiện lên, hai chấm bắt đầu trích ra. Đấy là cách mà chúng ta kết nối giữa hai ý. Ok chưa? Rồi, đấy. Đấy là cái câu hỏi của em nhá. Tiếp tục nào, tiếp tục. Rất nhiều những câu hỏi của các bạn đang đặt ra. Ok, em không biết viết mở bài. Thì chúng ta hình dung này, về mở bài là những cái mà nếu như không viết được ý, nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cả bài của chúng ta, đúng không? Nếu như mà chúng ta mất quá nhiều thời gian cho phần mở bài thì chúng ta sẽ bị co hẹp thời gian cho phần quan trọng nhất là thân bài. Đấy, thế nên phần mở bài chỉ có lời khuyên đối với các bạn là trong giai đoạn cuối cùng này, các em nên chuẩn bị trước cho mình đi. Chuẩn bị trước cho mình. Có hai cách để chúng ta viết mở bài. Một là trực tiếp, hai là gián tiếp, đúng không? Thì chị vẫn khuyên các bạn là nên đi theo cách gián tiếp để tạo được ấn tượng mà vẫn đảm bảo là đầy đủ các ý. Đấy, thế thì riêng với cách gián tiếp này, các em có thể chọn đi theo là mỗi bài chúng ta chuẩn bị những cái phần dẫn dắt riêng tương ứng.
Ok chưa? Đó, và khi mà vào đến phòng thi rồi thì chúng ta chỉ cần dựa vào vấn đề nghị luận trong đề bài và lắp vào cái phần chúng ta đã chuẩn bị trước đấy thì chúng ta sẽ không mất nhiều thời gian. Tuy nhiên cách đó sẽ khiến cho các em phải học thuộc nhiều hơn, đúng chưa? Chúng ta phải học thuộc nhiều hơn, mỗi tác phẩm chúng ta phải học thuộc đến một mở bài và một kết bài tương ứng, thì có thể như thế là nó sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình chúng ta học. Nhỡ đâu một tác phẩm nào đấy chưa học kỹ thì cũng rất là nguy hiểm. Thế nên cách lựa chọn dễ nhất, đơn giản nhất cho các bạn là chọn một cái cách dẫn dắt, một hoặc là hai cách dẫn dắt để áp dụng cho mọi đề bài. Ok chưa? Để áp dụng cho mọi đề bài. Đó, thì trong những buổi phát trực tiếp trước và trong các khóa học thì chị cũng đã hướng dẫn các bạn về cái cách mà chúng ta dẫn dắt áp dụng cho mọi đề bài rồi. Các em có thể xem lại. Ở đây chị nhắc lại này, chúng ta có thể dùng một cái câu dẫn có một chút xíu kiến thức về lý luận văn học ở đó. Đó chính là gì? Đó chính là giá trị và ý nghĩa của thơ ca, của văn chương. Ví dụ như câu dẫn như sau: nếu phải chọn ra ý nghĩa nhân văn nhất của thi ca trong đời sống thì đó là việc thi ca đã cống hiến cho cuộc đời này những tiếng lòng đẹp đẽ. Ok chưa? Đó, những tiếng lòng đẹp đẽ, những tình cảm, cảm xúc sâu sắc của mỗi thi nhân. Sau đó chúng ta trích ra, sau đó chúng ta dẫn đến tác phẩm chính chúng mình đang phân tích. Ví dụ như là nhà thơ Hữu Thỉnh cũng đã có những vần thơ ý nghĩa như thế. Đấy, và một trong những thi phẩm ấn tượng của Hữu Thỉnh chính là bài thơ Sang Thu. Trong thi phẩm, tác giả đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong lòng bạn đọc qua khổ thơ nào, bắt đầu trích ra, đấy, với vấn đề nghị luận là gì. Đấy, thì các em có thể chọn một cái cách dẫn dắt đó để áp dụng cho tất cả các bài thơ, đúng không? Ok chưa? Tương tự sang đến phần văn xuôi, chúng ta chỉ cần thay thi ca đấy thành văn chương thôi này, đúng không nào? Không phải là thi nhân nữa mà là các nhà văn hay là các tác giả chẳng hạn. Đấy, thì chỉ cần làm một lần học nhưng mà áp dụng được cho rất nhiều các tác phẩm, rất nhiều cho các đề bài khác nhau. Đấy là một cách khá là hữu hiệu. Được không? Ok chưa? Ừ. Cụ thể về những cái cách dẫn dắt mà áp dụng kiểu như là học một lần mà áp dụng được cho 10 bài ấy, thì chị đều ghi rất là rõ ở trong tài liệu của các khóa học. Và trong khóa học chạy văn cuối cùng cũng sẽ có cái phần đấy để các em tiết kiệm nhất cái thời gian khi mà chúng mình đi thi. Ok chưa? Khóa học chạy văn cuối cùng cũng sẽ có cái phần là bên cạnh kiến thức nền cho các bạn này, chúng ta còn có những cái hướng dẫn về cách viết. Được chưa? Và cách viết là cách viết hướng đến việc chúng ta tiết kiệm thời gian, chứ không phải là học bất chấp trong giai đoạn cuối. Giai đoạn cuối thì không thể học bất chấp được, bởi bên cạnh môn văn các bạn có môn toán, môn tiếng Anh, rồi những môn phụ khác như là môn lịch sử này, hay là vật lý này, địa lý này, vân vân. Chúng ta có tận 4 môn để thi cơ mà, đúng chưa nào? Nên là chúng ta không thể bất chấp hết trong cái giai đoạn cuối mà lao đầu vào chỉ học môn văn rồi cố mà nhồi nhét vào trong đầu của mình, thì như vậy rất là nguy hiểm, đúng chưa? Thế nên cái tiêu chí hướng đến trong giai đoạn ôn thi cuối này là những cái gì nhanh này, gọn này và có thể áp dụng được cho nhiều bài khác nhau, kiểu như là học một lần mà dùng được cho nhiều bài ấy. Đấy, thế nên là về riêng phần mở bài và phần kết bài, chúng ta có những cái cách dẫn dắt mà áp dụng được cho rất nhiều đề bài khác nhau, kiểu như vừa rồi chị vừa mới nói. Ok chưa? Đấy nhá, thì các em có thể tham khảo cách đó xem, được không? Nếu như muốn tìm hiểu thêm có thể nhắn tin về cho chị nhá. Muốn tìm hiểu thêm có thể nhắn tin về cho chị. Ok chưa? Rồi, tiếp tục nào, đấy là cách viết mở bài. Ok, cách phân tích kèm nghệ thuật. Rồi, rất tốt. Cách phân tích kèm nghệ thuật, cái này không phải là một cái mở rộng đâu nhá, mà cái này nó thuộc về bản chất trong quá trình chúng ta phân tích. Các em hiểu này, khi chúng ta phân tích và cảm nhận một đoạn thơ hay là một đoạn trích nào đấy trong tác phẩm truyện thì chúng ta đều phải đi từ cái lớp vỏ ngôn từ của nó, sau đó mới suy ra ý nghĩa. Còn nếu như mà chúng ta xa rời với dẫn chứng, chúng ta xa rời với những gì tác giả viết mà chỉ diễn giải ra theo ý hiểu của mình thôi thì đấy là chúng ta đang diễn xuôi rồi, là chúng ta rất là lan man rồi, chúng ta không tập trung vào tác phẩm rồi. Ok chưa? Thế nên cái việc mà phân tích đi kèm với dẫn chứng là cái bản chất không thể thiếu được, là cái bắt buộc luôn. Thế thì chúng ta phần này chúng ta cũng có công thức nhá. Phần này chúng ta cũng có công thức. Ví dụ như là trong các khóa học thì chị có nêu cho các bạn về công thức khi mà chúng ta phân tích tác dụng của biện pháp tu từ, lý giải ý nghĩa của các hình ảnh trong các tác phẩm thơ. Ok chưa? Đấy, hay là khi mà chúng ta phân tích truyện thì chúng ta sẽ viết như thế nào để vừa nêu ra dẫn chứng, được chưa nào? Lại vừa nêu ra ý nghĩa của dẫn chứng đó, kèm với cách là bình luận mở rộng về dẫn chứng nữa. Đấy, ok chưa? Chị lấy ví dụ nhá, chị lấy ví dụ. Ở đây thì chị lại cất đi cái tài liệu khóa học mất rồi. Nhưng mà ở đây chị có thể lấy ví dụ cho các bạn nhá. Khi mà chúng ta phân tích chuyện ý, được chưa? Khi phân tích chuyện là cách dễ nhất
là cách dễ nhất khiến cho các bạn chúng ta xa rời dẫn chứng. Chúng ta chỉ viết theo cách hiểu của mình thôi, kiểu như kể lại câu chuyện theo lời văn của em. Đó. Thế thì bây giờ yêu cầu đặt ra là chúng ta phải phân tích cơ, chứ không phải là kể lại. Thế thì để phân tích được, chúng ta phải vừa nêu được dẫn chứng, vừa nêu được ý nghĩa của dẫn chứng đó và bình luận về ý nghĩa đấy. Ok chưa? Ba điều nhá, ba điều quan trọng. Đầu tiên phải nêu được dẫn chứng, chúng ta áp dụng vào công thức này. Đó chính là gì? Là lại tiếp tục áp dụng cấu trúc đảo. Ví dụ nhá, ví dụ khi mà phân tích về nhân vật ông hai đấy, thì chị có dẫn chứng là làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù. Đó là cái nỗi dằn vặt của ông hai để rồi đi đến một cái quyết định dứt khoát như thế. Ok chưa? Nhá. Thế thì chị dùng cái cấu trúc câu là chắc hẳn phải thấu hiểu, được chưa nào? Chắc hẳn phải thấu hiểu và cảm thông lắm, nhà văn Kim Lân mới có sự tìm tòi để rồi khắc họa sâu sắc về diễn biến tâm lý của nhân vật ông hai, từ nỗi dằn vặt đi đến quyết định một cách dứt khoát. Hai chấm, trích ra: làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù. Đó, vậy là ở đây chúng ta rút ra được nhá, trong một câu văn vừa có bình luận về tài năng của tác giả, tình cảm của tác giả đặt để trong tác phẩm, vừa có phần nêu dẫn chứng và vừa cho thấy được cái nỗi dằn vặt rồi đi đến quyết định dứt khoát của ông hai. Đó là cả một quá trình đấy. Ok chưa? Nếu như bình thường chúng ta chỉ viết rằng là khi đứng giữa lựa chọn giữa về làng hay là đi theo kháng chiến, ông hai đã quyết định, hai chấm, trích ra: làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù. Đấy, thay vì việc chúng ta viết như thế, thì bây giờ chúng ta sẽ viết ở trong bài văn của mình là gì? Chắc hẳn phải thấu hiểu và cảm thông lắm, nhà văn Kim Lân mới khắc họa một cách rõ nét và sâu sắc diễn biến tâm lý của ông hai, đi từ những nỗi dằn vặt đớn đau cho đến một quyết định dứt khoát. Hai chấm, trích ra: làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù. Đấy, các em hiểu không? Đó, thế thì từ đấy chúng ta rút ra được công thức là gì? Rút ra được công thức là chắc hẳn cộng với cả những cái tính từ cho thấy tình cảm này, cho thấy được thái độ của tác giả. Sau đó là dấu phẩy. Đó, rồi đến tác giả đã khắc họa vấn đề nghị luận là gì? Rồi hai chấm, trích dẫn chứng ra. Một câu văn vừa đảm bảo nêu được nội dung của dẫn chứng, vừa đảm bảo trích được dẫn chứng ra. Đấy, hình dung ra không? Đó là những cái điều mà chị thấy nhiều lỗi của các bạn. Sau đó thì chị xây dựng lên những cái công thức, xây dựng lên những cái cách viết để hướng dẫn các bạn. Công thức thì không phải là xây dựng nên là để cho các em bắt buộc phải làm như thế. Công thức xây dựng nên là để cho các bạn hiểu được bản chất, và từ đó các em có thể học theo, hoặc các em tự xây dựng nên những cái cách viết của riêng mình. Nhưng vẫn phải đảm bảo được những cái yêu cầu về mặt bản chất, là phải trích được dẫn chứng ra này, phải phân tích được dẫn chứng đó này, phải nêu được ý nghĩa của dẫn chứng đấy là gì. Được không? Nhá. Thế nên rằng nếu bạn nào mà chưa phân tích tốt thì em bắt buộc phải học về cái cách này đi. Nhớ chưa? Bắt buộc phải học về cái cách này đi. Còn chưa biết là cái cách đó như thế nào, chưa hiểu rõ, chưa hiểu sâu thì nhắn tin về cho chị để lấy thêm thông tin nhá. Được không? Chị hướng dẫn các bạn như thế ở trong buổi phát trực tiếp này để các em biết được cái tầm quan trọng của việc phân tích không được xa rời với dẫn chứng. Được chưa? Ok không? Rồi, buổi hôm nay thì chị không ôn tập về cụ thể một tác phẩm nào, mà hướng đến là giải quyết những cái câu hỏi thắc mắc của các bạn. Làm sao để nhớ được kiến thức cơ bản phần văn học đây ạ? Thứ nhất, cái mà chúng ta, để mà chúng ta nhớ được ý, thì các em có bao giờ các bạn đặt ra câu hỏi là thầy cô của chúng mình, hay là bản thân chị đi, hỏi đến tác phẩm nào thì vẫn có thể nói và giảng cho các em nghe được. Đấy, thì các em vẫn biết một sự thật rằng là gì? Năm nào, rồi thời gian nào thầy cô cũng nói đi nói lại nhiều lần, cho nên thầy cô nhớ được. Thứ hai nữa là thầy cô ở trong cái tâm thế là người giảng dạy. Bởi vậy, luôn luôn phải trau dồi thêm này, luôn luôn phải tự đặt ra những cái tình huống trước những câu hỏi của các em. Thế bây giờ các bạn cũng thử đặt vào vị trí của thầy cô đi. Biết đâu chúng ta lại có thể nhớ được như thầy cô thì sao? Đó, bí quyết là gì? Nhắc đi nhắc lại nhiều, đúng chưa? Nhắc đi nhắc lại nhiều. Và thứ hai là giảng cho người khác nghe. Ok chưa? Thế thì trước tiên chúng ta nhắc đi nhắc lại nhiều. Không phải là chúng ta ngồi tụng kinh ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại đâu, mà chúng ta hãy tìm ra cái phương pháp phù hợp với bản thân mình nhá. Có bạn thì có thể nhớ được thông qua việc chúng ta học qua hình ảnh, có bạn thì có thể nhớ được thông qua kênh nghe, cũng có bạn có thể nhớ được thông qua kênh đọc. Đấy, mỗi người sẽ có những cái sở trường khác nhau. Bởi vậy chị nghĩ là các em nên thử tất cả các phương pháp đi, xem là phương pháp nào phù hợp với mình nhất. Nếu như mà em ngồi tụng kinh mà em không thể nhớ được và hay quên, thì em thử chuyển sang cái cách là vừa viết
Được chưa? Vừa viết vừa nhớ đi. Ví dụ như là đầu tiên em đọc 2 lần, em nhớ được những kiến thức nào, em hãy hiện thực hóa lại, em hãy viết lại trên trang giấy của mình bằng những sơ đồ. Ví dụ như buổi hôm nay em học về kiến thức nền của bài làng đi chẳng hạn. Rồi, thế là em học được về tác giả tác phẩm này, em học được về ý nghĩa nhan đề này, rồi em học về nhân vật ông hai, diễn biến tâm lý của nhân vật ông hai chia làm 3 giai đoạn là trước, trong và sau khi nghe tin làng chợ giàu theo giặc, đúng không? À, trước khi nghe tin làng chợ giàu theo giặc này, khi nghe tin làng chợ giàu theo giặc và sau khi nghe tin cải chính. Đấy là 3 giai đoạn về diễn biến tâm lý của ông hai. Cùng với đó là những cái phần cụ thể trong tác phẩm. Rồi bắt đầu lại đi sâu vào từng ý một. Đấy, thế thì em hãy viết lại nó ra thành những cái sơ đồ trên trang giấy. Và trong quá trình viết đó, không sử dụng tài liệu nhá. Không phải là chép từ tài liệu ra thành một sơ đồ, mà em hãy viết lại theo trí nhớ của mình. Sau đó nhìn lại xem mình có thiếu ý nào hay không. Đến lúc đấy mới đối sánh giữa phần sơ đồ của mình và phần tài liệu đã có. Ok chưa? Sau đấy nhá, bổ sung những ý mình thiếu bằng một cái bút mực màu khác. Ví dụ em đang viết bằng bút xanh thì bây giờ em bổ sung bằng bút đỏ đi, để mình nhớ được và không bao giờ bị quên cái ý đấy nữa. Vậy là mình đã có một cái sơ đồ của riêng bản thân mình. Các em sẽ nhớ được trong cái quá trình mình tự lập sơ đồ, chứ không phải là nhớ được trong quá trình chỉ nhìn vào sơ đồ không đâu. Ok chưa? Nhá, ví dụ như là bản thân chị thì học được nhiều nhất là qua kênh viết. Tức nghĩa là chị muốn nhớ cái gì chị đều viết ra. Chị đều viết ra, ví dụ như là chị muốn nhớ về kiến thức của bài làng đi, chị sẽ viết thành một cái sơ đồ. Đó, cái vòng tròn đầu tiên là về ông hai chẳng hạn. Chị gạch ra nhánh đầu tiên, ông hai phải phân tích như thế nào đây? À, đầu tiên là phải về diễn biến tâm trạng trước khi nghe tin làng theo giặc. Đấy, cứ vạch ra những cái ý như thế. Nói chung là chị thì theo cái kênh viết, còn các bạn thì chị biết rằng là mỗi bạn sẽ có một cái sở trường khác nhau. Em hãy thử đi, thử các phương pháp đi, xem là phương pháp nào phù hợp nhất với mình nhá. Ok chưa? Đấy, không phải là chỉ có duy nhất một cách là cố nhồi nhét vào đầu mình bằng cách cứ ngồi đọc đi đọc lại đâu, đúng không? Ừ, thế nên rằng là biết đâu khi mà dùng các phương pháp khác sẽ phù hợp hơn với các em thì sao? Được chưa nào? Còn quan trọng ý, để nhớ được kiến thức cơ bản phần văn học thì có một cái cách nữa là giúp cho các bạn lúc nào cũng được nhắc đến, là bây giờ có cùng chúng ta, đồng hành cùng với chúng ta, có người cùng với các bạn nhắc lại kiến thức của tất cả các tác phẩm này, kiểu như là dạy lại cho các bạn luôn, đúng không? Cùng với các em ôn tập luôn, và các bạn đối diện với những cái câu hỏi liên quan đến kiến thức của bài đó, thì bất giác chúng ta phải tự tư duy và tự nêu ra, đúng không? Đó cũng là cái cách học ở trong khóa học chạy văn cuối cùng. Là mỗi buổi chúng ta đều học về kiến thức nền của các tác phẩm này. Chúng ta có 16 buổi đúng không? Thì 8 buổi đầu tiên chúng ta tập trung vào việc ôn lại kiến thức nền của tất cả các tác phẩm. Đó, thì chị sẽ ngồi viết cùng với các bạn, rồi đặt những cái câu hỏi để các em trả lời. Và khi đó thì các em nêu ra những gì mình nhớ được, còn những gì không nhớ được thì cũng ghi lại cùng với chị luôn. Được không nào? Đấy, đấy là cái cách học ở trong khóa học tổng ôn chạy văn 16 buổi, chạy văn trong 1 tháng cuối cùng. Ok chưa? Ừ. Ok. Mối quan hệ giữa văn học và cuộc sống hiện thực là như nào vậy chị? Mối quan hệ giữa văn học và cuộc sống hiện thực, người ta vẫn nói là gì nhỉ? À, cuộc đời là nơi đi, cuộc đời là nơi xuất phát cũng là nơi đi tới của văn học, đúng không? Có nghĩa là sao? Để mà viết nên những trang văn, trang thơ mà gây được cái sự xúc động này, truyền cảm được đến bạn đọc thì phải xuất phát từ những cái điều ở trong đời sống. Đó, và có những cái tuyên ngôn rằng là gì? Đã từng có những tác giả tuyên ngôn rằng là gì? Các ông muốn văn học cứ là văn học, à các ông muốn nghệ thuật cứ là nghệ thuật, còn chúng tôi muốn nghệ thuật phải là cái thực ở đời đấy. Ok chưa? Đấy, đại ý là như vậy, để chúng ta biết được rằng văn học và cuộc sống luôn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Và văn học chỉ có giá trị khi mà tái hiện lại đời sống, và cùng với đó là truyền tải những cái suy nghĩ, những cái bài học của tác giả thông qua những trang văn và trang thơ đó. Vậy nên, để nói về mối quan hệ giữa văn học và cuộc sống hiện thực thì nó là một cái khía cạnh của lý luận văn học. Nó rất là lớn luôn đấy, được chưa nào? Nó rất là lớn luôn. Nhưng mà em có thể hiểu một cách khái quát rằng là gì? Là giữa văn học và cuộc sống hiện thực có mối quan hệ chặt chẽ. Cuộc sống hiện thực vừa là nơi xuất phát, tức nghĩa là nhà văn phải nhặt những chữ ở đời để viết nên trang đấy.
Đó, xuất phát từ những cái hiện tượng, xuất phát từ những cái điều xuất hiện ở trong cuộc sống để viết nên tác phẩm. Và thứ hai, cuộc sống hiện thực cũng là cái mục tiêu đi tới của văn học. Tức nghĩa là văn học phải có tác dụng là cải thiện đời sống này. Ok chưa? Viết về đời sống nhưng qua đấy phải truyền tải những bài học để làm sao cải thiện được cuộc sống này, để làm sao giúp cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Vậy là mối quan hệ giữa văn học và cuộc sống có thể thể hiện trên hai điều đó nhá. Một là cuộc sống là nơi xuất phát của văn học, và thứ hai là cuộc sống cũng là đích đến, cũng là nơi đi tới của văn học. Em có thể tìm hiểu dựa trên hai hướng đó để chúng ta bàn luận sâu được về vấn đề này nhá. Ok chưa? Rồi. Nhiều thật sự luôn đấy. Ok, à ở đây chị thấy có một bạn nhờ chị là lên lộ trình giúp chúng em. Trong một tháng cuối cùng, đây chị sẽ lên lộ trình cùng với các bạn luôn nhá. Trong một tháng cuối cùng thì chúng ta hình dung là có 30 ngày, đúng chưa? 4 tuần, 30 ngày. Đấy, thì chúng ta phải ôn về những cái gì? Một tháng cuối này hãy hướng đến việc chúng ta tổng ôn nhá. Ok chưa? Hãy hướng đến việc chúng ta tổng ôn. Thay vì là chỉ tập trung vào một khía cạnh duy nhất thì chúng ta nên hướng đến việc tổng ôn. Tổng ôn về những cái gì? Thứ nhất, về nghị luận văn học. Thứ hai, về nghị luận xã hội. Và thứ ba là về đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt đấy. Ok chưa? Thế thì về nghị luận văn học là phần kiến thức nặng nhất, chúng ta nên tổng ôn đầu tiên. Trong đó gồm có kiến thức nền. Của tất cả các tác phẩm. Và thứ hai là cách làm bài, cách viết bài. Tương ứng với từng cái cấu trúc đề ở địa phương chúng ta. Có thể là đoạn văn, có thể là bài văn. Ok chưa? Về phần nghị luận xã hội thì chúng ta có hai dạng tương ứng là nghị luận về hiện tượng đời sống và nghị luận về tư tưởng đạo lý, đúng không? Chúng ta cũng cần ôn tập về cả hai dạng đó, bởi vì không để biết được là đề thi sẽ vào dạng nào. Chúng ta sẽ ôn tập như thế nào đây? Trước tiên, ôn tập về phương pháp giúp chị. Tức nghĩa là mở đoạn hay mở bài chúng ta nên viết như thế nào này, rồi đến phần thân bài thì sẽ thân bài hay là thân đoạn sẽ có những cái luận điểm ra sao. Ok chưa? Đấy, thì đấy là chúng ta luyện về phương pháp, sau đó luyện về cách viết. Trong cách viết này thì phải có phần mở đoạn, kết đoạn này, rồi thân đoạn viết như thế nào. Tương ứng với đấy là mở bài, thân bài, kết bài. Và cách thứ hai, cái phần thứ hai đó chính là cách chúng ta đưa dẫn chứng và phân tích dẫn chứng. Đấy là hai điều chúng ta cần phải lưu ý. Nhớ nhá, đầu tiên là về lý lẽ, thứ hai là về dẫn chứng. Được chưa? Ok chưa? Đấy là về nghị luận xã hội. Tiếp tục về đọc hiểu và tiếng Việt. Thì đầu tiên chúng ta cũng phải ôn tập về kiến thức. Đây sẽ là những cái kiến thức về lý thuyết thôi. Và chúng ta phải áp dụng những lý thuyết đó dưới những bài cụ thể là chúng ta phải luyện đề. Sau khi tổng ôn được tất cả những cái điều này rồi thì chúng ta đến với giai đoạn cuối cùng là chúng ta làm những đề cụ thể. Đó. Được chưa? Thì ở đây chúng ta thấy nhá, chúng ta thấy phần kiến thức nào là nặng nhất? Đây là nặng nhất, bởi vì là kiến thức nền chúng ta có khoảng hơn 10 tác phẩm cơ. Tùy vào mỗi tỉnh, mỗi địa phương thì các em sẽ được giảm tải một số những cái tác phẩm khác nhau. Nhưng chị ước lượng nó cũng phải lên đến 14 đến 15 tác phẩm đấy. Đoạn trích chị xin lỗi, văn bản. Đó, ok chưa? Đấy, cả hiện đại, cả trung đại nên rất là nhiều. Đây là sẽ là cái phần kiến thức mà lớn nhất luôn. Thế thì chúng ta sẽ ngồi lại liệt kê ra xem là có những văn bản nào chúng ta phải thi vào. Và chúng ta bắt đầu check lại kiến thức của bản thân mình xem là văn bản nào còn yếu nhất để chúng ta ôn tập kỹ lại. Còn văn bản nào đã ổn rồi thì chúng ta chỉ cần vẽ lại một cái sơ đồ tư duy để tổng ôn kiến thức thôi. Ok chưa? Nhá. Đấy, sau đó chúng ta phải học để xem là viết mở bài như thế nào này, viết thân bài ra làm sao, viết kết bài như thế nào, hay là viết thân đoạn, mở đoạn, kết đoạn ra làm sao. Đấy là cách thứ hai. Đấy là bước thứ hai trong phần nghị luận văn học nhá. Ok chưa? Đến với phần nghị luận xã hội cũng như vậy, rồi đến đọc hiểu và tiếng Việt. Sau đó chúng ta sẽ áp dụng tất cả những cái kiến thức và kỹ năng này vào phần luyện đề. Được chưa? Đấy, thì đấy chính là lộ trình của chúng ta tổng ôn trong một tháng cuối. Thế trong khoảng 30 ngày đi, và cụ thể chúng ta có 4 tuần. Nếu chia ra nhá, chúng ta sẽ không thể dùng cả một tháng đấy để chúng ta học môn văn được. Chúng ta còn phải học những môn khác nữa. Thế thì chị có một cái khóa học là trong vòng 16 buổi.
Được chưa? Đấy, học môn văn trong vòng 16 buổi cùng với chị. Thì trong đó về nghị luận văn học chúng ta có riêng 8 buổi. Mỗi buổi học 2 tiếng đồng hồ. Và 8 buổi này thì chúng ta sẽ học tất cả các tác phẩm văn học hiện đại. Cùng với đấy là link những phần video mà các em sẽ ôn tập được về cả văn học trung đại nữa. Được chưa? Thì trong 8 buổi này mỗi buổi chúng ta học ôn về 2 tác phẩm nhá, về 2 đoạn trích, 2 văn bản. Đó. Và cuối cùng thì có cái phần tổng kết ra xem là chúng ta kỹ năng phân tích thơ thì nên phân tích như thế nào, kỹ năng phân tích văn xuôi thì nên phân tích ra làm sao. Ok chưa? Xong 8 buổi đó, chúng ta sẽ có 2 buổi chuyên biệt về phương pháp luôn. Được không? 2 buổi chuyên biệt về phương pháp. Thế là cộng với 2 buổi về phương pháp ở đây này, cách viết bài này là chúng ta có 10 buổi rồi. 10 buổi riêng về cho nghị luận văn học nhá. 10 buổi riêng cho nghị luận văn học. Sau đó chúng ta sẽ có 2 buổi về nghị luận xã hội là chúng ta có 12 buổi rồi này. Tiếp tục về đọc hiểu và tiếng Việt chúng ta có 2 buổi nữa. Là 14 buổi này. Ok chưa? Là 14 buổi này. Sau đó chúng ta sẽ tập trung vào phần chúng ta luyện đề này, giải đề vân vân. Ok chưa? Thì đấy chính là cái lộ trình mà chúng ta có thể tổng ôn và chúng ta học được trong 16 buổi. Cứ 4 buổi một tuần trong một tháng cuối cùng. Được chưa? 4 buổi một tuần thì một tháng có 4 tuần thì chúng ta nhân lên là 16 buổi. 4 x 4 là 16 và chúng ta tổng ôn về tất cả các cái kiến thức này. Đấy, cho nên là nếu như mà bạn nào vẫn còn chưa tốt và chưa biết được là chúng ta nên ôn như thế nào trong một tháng cuối thì có thể chọn đồng hành cùng với chị ở trong khóa học chạy văn 9 này nhá. Ok chưa? Đấy. Ôi thật sự rất là nhiều những cái phần thắc mắc của các bạn luôn đấy. Thế thì vừa rồi chị hướng dẫn các bạn là chúng ta cách để chúng ta phân tích gọi là đảm bảo là viết được một bài văn đúng và đủ, đúng không? Thế bây giờ hướng đến là viết một bài văn sâu và hay đi. Thì vừa mới buổi tối hôm qua thôi, chị hướng dẫn các bạn cách chúng ta liên hệ mở rộng để tạo được điểm nhấn và đi sâu được ở trong bài viết. Rất nhiều những cái lưu ý mà chị có hướng dẫn các bạn trong cái buổi tối ngày hôm qua, buổi phát trực tiếp buổi tối ngày hôm qua ấy. Thế nên các em có thể xem lại phần phát trực tiếp đấy để biết được rằng là ở trong khóa học chạy văn này, chúng ta không chỉ có học về kiến thức nền mà chúng ta còn được học về cách để chúng ta viết liên hệ mở rộng, cách chúng ta đi sâu để ăn được những cái con điểm về phần sáng tạo đấy. Được không? Nhá. Thế nên rằng là trong buổi hôm nay thì không có nhiều thời gian để chị hướng dẫn kỹ phần đó. Trong khi phần đó thì phải nói thật là kỹ thì các em mới hiểu được, đúng không nào? Thế nên là nếu như mà các em muốn xem lại, các em có thể là vào phần fanpage học văn chị Hiên, vào phần video. Ok chưa? Sau đó là xem phần phát trực tiếp ngày hôm qua, hướng dẫn cách liên hệ mở rộng trong bài nghị luận văn học để chúng mình xem lại nhá. Rồi, và đó, tất cả những cái điều đó đều được trao đổi ở trong khóa học chạy văn cuối cùng. Thế chẳng cho nên rằng là nếu như mà bạn nào mà các em muốn tham gia thì có thể nhắn tin về cho chị. Khóa học thì buổi tối ngày hôm nay đã khai giảng rồi. Khóa học buổi tối ngày hôm nay thì đã khai giảng rồi, cho nên là chúng ta chỉ còn một chút ít thời gian thôi. Được không? Ok chưa? Rồi. Có rất nhiều các câu hỏi của các bạn luôn đấy. Và có nhiều một số những câu hỏi rất là chung chung, kiểu như là phân tích làm như thế nào để sáng tỏ một vấn đề. Hỏi một câu hỏi nhưng mà khái quát về tất cả các cách viết của nghị luận văn học luôn, đúng không? Một câu hỏi rất là bao quát đấy. Thế thì để mà làm sáng tỏ được một vấn đề trong một bài văn nghị luận văn học thì đó chính là việc chúng ta dùng những cái thao tác phân tích, chứng minh để làm rõ vấn đề nghị luận mà đề bài đưa ra, đúng không? Thì chúng ta cứ làm theo cái phương pháp như bình thường chúng mình viết. Mở bài nêu được vấn đề này. Ok chưa? Đến phần thân bài là phân tích để làm rõ vấn đề và kết bài để tổng kết lại vấn đề đó. Nhưng quan trọng là thân bài phải viết như thế nào? Quan trọng là thân bài có những luận điểm nào và trong mỗi luận điểm thì viết ra sao? Thì đó lại là những cái phần trả lời nhỏ mà chị vừa mới nêu cho các bạn rồi đấy. Được không? Cách chúng ta phân tích kèm theo dẫn chứng này. Cách chúng ta bàn luận mở rộng về dẫn chứng đấy nữa. Được chưa? Ok. Rồi, đó. Được không nào? Khó nhớ quá đi. Nói chung là vấn đề vẫn là chúng ta không nhớ được kiến thức, đúng không? Bây giờ các em hãy thử học và có sự trao đổi với bạn bè của mình đi. Mình trong vai của thầy cô đi, giảng cho bạn bè mình nghe. Tại sao chúng ta nên làm như thế? Thứ nhất, các em sẽ ở vào cái tâm thế như người đi thi, là phải đối diện với những cái câu hỏi hóc búa và chúng ta bắt buộc phải tư duy. Đó, rèn luyện được cái sự tư duy và sự phản xạ của mình. Cái thứ hai là vừa rèn luyện được cái sự diễn đạt những ý mà các em nhớ được ra nữa.
Các em phải nói làm sao cho các bạn hiểu chứ, đúng không? Thì cũng giống như là đi thi, chúng ta phải viết ra làm sao để cho rõ ràng được cái ý của mình. Đấy là cái lợi thế thứ hai. Cái lợi thế thứ ba, cái lợi thế thứ ba là chúng ta lượt lại được, tự sắp xếp được các ý ở trong đầu của mình, từ đó nói ra cho bạn mình hiểu này, giảng ra cho bạn mình hiểu. Phải giảng và phải bảo bạn là lắng nghe với cái tâm thế là một người chưa biết gì nhá, được chưa? Chứ không phải là bảo bạn ngồi bên cạnh, ê mày ơi mày cầm tài liệu nghe tao đọc xem là tao đọc đã đúng chưa. Không phải đâu, không phải như thế. Mà bây giờ bảo bạn là mày ơi bây giờ mày hỏi tao một số những cái đề bài đi, về bài thơ Đồng Chí. Thế rồi bạn mình hỏi là bây giờ mày hãy phân tích về khổ thơ đầu trong bài thơ Đồng Chí đi xem nào. Thì bắt đầu các em ngồi ra, các em bắt đầu nói. Đầu tiên là chúng ta phải nói những cái thông tin về tác giả tác phẩm, để bạn biết được Đồng Chí của Chính Hữu là một bài thơ viết về cái gì, đúng chưa? Và tác giả Chính Hữu thì có những đặc điểm nào về phong cách sáng tác chẳng hạn. Sau đó em đi vào phân tích khổ thơ đầu tiên, đọc lại khổ thơ đấy này, rồi đi về từng câu thơ, từng hình ảnh xem phân tích như thế nào. Đấy mới là hiệu quả, chứ không phải là bảo bạn ngồi cầm cái tập tài liệu của mình và lắng nghe mình đọc xem là có chỗ nào chưa đúng, chỗ nào thiếu hay không. Không phải như thế đâu nhá, nhớ chưa? Đấy. Ok, rồi. Không hiểu sao em học kỹ các bài rồi, em cũng hiểu bài mà chả hiểu sao lúc thi thử em cứ bị loạn, đầu em trống rỗng luôn. À, cái này nó đến từ việc chúng ta chưa rèn luyện nhiều trong cái tâm thế khi mà đi thi. Chúng ta có thể rất là tự tin khi mà không ngồi trong phòng thi, nhớ được hết. Nhưng đến lúc mà đi thi rồi, chịu rất nhiều những cái áp lực từ xung quanh và chịu rất nhiều những cái áp lực về điểm số. Thế nên rằng tự nhiên lúc đó, khi mà bộ não của chúng ta không được rèn luyện về mặt phản xạ ấy, là đến lúc đấy chúng ta chỉ quen theo một cái thói là sợ hãi và rồi quên hết đi, đúng không? Trống rỗng luôn. Thế nên chị nghĩ rằng là nếu như em đã nắm chắc kiến thức rồi thì hãy bắt đầu luyện đề đi và tự tính giờ cho mình nhá. Luyện đề và tự tính giờ. Tất nhiên là trong quá trình luyện không được dùng tài liệu. Ok chưa? Trong quá trình luyện không được dùng tài liệu. Đấy, và nếu như mà em mong muốn có thể được chấm bài này, hoặc là mong muốn có thể được sửa những cái lỗi sau mỗi lần làm đề đấy, thì có thể là nhờ thầy cô của mình, hoặc là chụp ảnh bài và nhắn tin về cho chị, được không? Đấy, đấy cũng là một cái cách để nếu như mà đã nắm chắc kiến thức rồi nhưng mà đi thi vẫn không nhớ được, thì bắt buộc là phải rèn luyện nhiều để rèn cho bộ não của chúng mình là nó đi thi cũng là lúc mà như mình làm bài ở nhà thôi, không có gì lạ lẫm cả. Thì cứ khơi gọi lại kiến thức nền trong đầu và tự làm thôi, đúng chưa? Ok, ôi chị lướt mãi không hết bình luận luôn này. Có rất rất nhiều những cái thắc mắc của các bạn luôn. Có rất rất nhiều những cái thắc mắc của các bạn luôn. Ôi trời ơi, nhiều quá. Ok, đây. Ồ, em đăng ký mà chưa có ai trả lời à? Rồi, Duy Đình ơi. Có phải là Duy Đình không nhở? Chị cũng không biết là đọc đúng tên em hay Quy Đình chứ, đúng không? Hay là Quý Đình gì đấy. Đấy, mong là chị đọc đúng được tên của em. Thì em có thể đợi một chút xíu. Có thể là các anh chị ở trong team đang nghỉ trưa. Thì buổi chiều ngày hôm nay thôi em sẽ được phản hồi nhá. À, khóa học chạy văn của chúng ta thì có học phí, được không nào? Đây là một khóa học có tính phí, cụ thể em có thể nhắn tin về cho chị. Khóa học của chúng mình thì có học phí hiện tại. Khóa học của chúng mình có học phí hiện tại là 459k, được chưa? Nhớ, học phí hiện tại là 459k cho 16 buổi học. Nếu như mà muốn tìm hiểu cụ thể hơn về lộ trình, về nội dung của khóa học thì em có thể nhắn tin về cho chị, được không nào? Chị cũng mong muốn có thể mở một cái chiến dịch học ôn cuối cùng và miễn phí cho các bạn lắm. Nhưng mà thời gian cuối cùng này rồi, hiện tại là có khóa học cốt văn là đang đến những cái buổi cuối cùng này. Rồi khóa học VIP thì đang bắt đầu bước vào giai đoạn luyện đề này. Rồi có cả khóa học chạy văn này nữa. Thế nên là không còn thời gian để có thể đồng hành cùng với các bạn trong những cái chiến dịch đấy nữa. Thế nên rằng nếu như mà muốn tham gia khóa học cùng với chị thì em hãy đăng ký tham gia nhá, được không? Bởi vì là thời gian cuối này rất là khó để chị có thể sắp xếp thời gian mà phát trực tiếp thường xuyên hơn cùng với chúng mình ở trên kênh fanpage này. Gọi là cố gắng tranh thủ thôi. Thế nên là nếu như mà chúng mình nghiêm túc với việc học thì có thể đăng ký tham gia các khóa học để chúng ta có người đồng hành này, có người định hướng này và ôn tập cùng với chúng mình luôn. Được không? Ok, đó. Không phải 499, 459k nhá các em nhá, 459k. Khóa học của chúng ta 16 buổi, có học phí là 459k. Được chưa nào? Đó. Rồi. Không lại nghe nhầm, lại hiểu nhầm chị mất. Ok chưa nào? Đó,
Rồi, các em ơi, chị thấy vẫn còn rất nhiều những cái phần thắc mắc của các bạn mà chị chưa giải đáp được. Tuy nhiên thì thời lượng của buổi phát trực tiếp có hạn. Chị sẽ tiếp tục giải đáp ở trong những cái phần mà các em nhắn tin về cho chị hoặc là trả lời phần bình luận của phần phát trực tiếp này. Nên là nếu như mà với những cái câu hỏi nào nó rất là hóc búa, đúng không? Rất là hóc búa, hay là với những cái câu hỏi rất là bức thiết của các bạn rồi thì chị sẽ cố gắng trả lời sớm nhất có thể nhá. Nhưng mà chị nghĩ là buổi hôm nay chị cũng đã giải đáp được một số những cái vấn đề cơ bản cho các bạn trong quá trình ôn thi một tháng cuối rồi, được không nào? Thế nên rằng là cơ hội cuối cùng của chúng ta, nếu như mà mong muốn có người đồng hành này, được không? Và tham gia một cái khóa học tổng ôn toàn diện thì các em có thể tham khảo những thông tin về khóa chạy văn lớp 9, chạy đấy là chúng ta gọi là học cấp tốc luôn đấy, cấp tốc và bứt phá luôn, thì có thể nhắn tin về cho chị, được chưa nào? Rất là cảm ơn các bạn đã nghiêm túc với cái quá trình ôn thi của mình để rồi đặt ra những cái thắc mắc trong buổi học ngày hôm nay. Chị sẽ cố gắng phát trực tiếp vào những buổi khác để giải đáp nhiều hơn nữa những cái thắc mắc của các em nhé. Còn nếu như mà muốn được giải đáp ngay có thể nhắn tin về cho chị để được đội ngũ học văn chị Hiên hỗ trợ, được không nào? Rồi, còn bây giờ thì chị sẽ kết thúc phần phát trực tiếp này tại đây. Rất là cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các em trong những buổi phát trực tiếp sau nhé. Và đừng quên là lịch khai giảng của chúng ta trong khóa chạy văn là buổi tối ngày hôm nay 20:30, ok chưa nào? Rồi, cảm ơn các em rất là nhiều và hẹn gặp lại các em trong những buổi học sau nhé. Bye bye.